Bây giờ cả nhà Huyền chuẩn bị đi ra thăm chiếc tàu các bạn. Thật ra hồi sáng thì anh Hùng anh có ra đó anh xịt rửa rồi. Đó, cái hồi trưa lúc mà 1-2 giờ á, Huyền kêu anh Hùng, thấy nắng Huyền kêu anh Hùng đi á. Ông nói chiều đi cá mới ăn. Mà chiều thì các bạn thấy sụp nắng rồi thấy không? Nó hơi gió lạnh nè, các bạn thấy về đây là tụi Huyền phải chùm chùm. Có chừng á con. Ở đây thì hiện tại bên Huyền thì có mười mấy 20 độ các bạn. Nếu mà ra ngoài biển gió thì cũng sẽ lạnh á, cho nên là tụi Huyền bận áo khoác. Hồi sáng anh ra anh thử thì anh câu dính được con cá nục. Xong bây giờ ông rủ tụi Huyền đi ra đó chạy vòng coi làm sao. Tụi Huyền đi các bạn. Anh có đóng ra ga xe xuống không? À đóng rồi. Lên con. Mới có chạy có một lần một á anh hả? Dòng tháng 8 là trời đẹp. Đi đảo đi lặn thấy hiu rồi. Thấy trời sao nó hiu hiu quá các bạn. Không còn tháng 7 mà nó lạnh. Bộ chim mà đảo cá nục dưới à. Giữa tuần nè, chưa có người đi nhiều. Ngày thứ sáu rồi. Ngày mai thì mốt rồi. Có xe cũng đông chưa. Sáng ra xịt tàu thì ít. Đến em nghĩ đến người ta tan sở, người ta về bắt đầu người ta ra đảo, người ta chơi luôn tới đầu tuần người ta vô. Xe vô đây xe cũng đông chứ. Xuống đây thấy hơi gió các bạn. Hôm nay ngồi có gió không đòi về chắc luôn. Tin đi. Hồi nãy là người nói rồi đó. Tàu của tụi Huyền. Cả nhà biết chiếc nào không? Chiếc tàu mất rồi. Đây là đấy. Phải mà trời đẹp đẹp á, cái tụi Huyền chạy xuống chỗ du lịch kia để mà bắt blue sen hồi đợt rồi á các bạn. Chạy xuống đó chơi tắm rồi ha, nhưng mà mấy hôm rày Huyền thấy ở bên đây khí hậu nó cũng chưa có ấm các bạn, nó cũng còn lạnh lắm. Ban đêm ha con ha. Ban đêm mà lách đi đưa tụi Huyền bước ra ngoài á. Lạnh các bạn. Nhóm kêu mình tối mình về mau mình về. Welcome, tàu của Huyền đây. Lên đi con, có chân kìa. Bây giờ tụi Huyền ra khơi nghe cả nhà. Câu vài con cá nục vô nấu canh cho anh Hùng ăn ha. Ở nhà Huyền có rau cần nè. Chút mua cà chua nó là được rồi anh ha. Trời đẹp nên ghe cổ rồi chạy nhiều lắm nha các bạn. Đông lắm luôn, hồi nãy tụi Huyền ở trên cầu á, nhìn xuống quá trời tàu luôn. Các bạn, hôm nay thì Huyền dùng cái này nó có
5 lưỡi ha. Đó. Mình dùng cần kéo bằng tay chứ Huyền không dùng cái mà quay, các bạn không dùng cần mà Huyền dùng câu tay. Gió, hơi có gió chút xíu. Anh Hùng đang chuẩn bị đường nghề. Trời, đánh chưa? Dính rồi, dính rồi. Dính rồi. À, hôm bữa mình kéo cái này vô nữa. Dính rồi nha cả nhà ơi, dính rồi. Nặng đó nha. Lấy cái tim máy của em nữa chứ ta. Cái camera của em đâu? Đây, đây. Em quay trực tiếp đó, em mới kéo lên đẩy được. Woo! Lại thấy nó không? Sao dính rồi ha? Không. Đứng mấy rồi nè, Alex coi nha. Không phải. Đâu? Nó bự. Kéo lên đi. Trời ơi. Ôi. Sao bự như vậy? Ồ, quá chụp luôn nè. Ừ. Anh nè, nó bự nè các bạn. Rồi. Dẻ mang luôn, cái xô đâu? À, để anh này cái nhà. Con nó bự quá trời, cái xô mà nó còn không vừa luôn nè. Đây. Ủa con đó mà nướng cũng bánh tráng á. Các bạn thấy mấy cái nhà nghỉ mát đó trong đảo không kìa. Đó, đẹp ha. Gì? Dính nữa rồi hả? Không. Phải không á? Phải. Cô thấm là lợi hại thiệt chứ. Đúng không? Chứ nó bôi theo để anh đứng mấy ngày. Phải không? Nó nhẹ hả? Dạ. Nó bôi theo á. Dục rồi, thả xuống lại tiếp. Đừng có chèo ghê. Sao ở đây phải không? Ở đây. Đó nè, à, giờ này cứ con vậy à. Con cũng được. Thả để dưới đó luôn đi. Đó. Thả tiếp. Thòng, thả thòng thứ đây. Ok. Trời, dính được con bự, con này nhỏ xíu ha. Đất làm gì vậy? Rồi bây giờ mình tắt máy thả tôi nha các bạn. Thử coi. Thả tôi thử sao. Kéo dữ vậy. Dính hay sao mà kéo dữ vậy ta. Hình như nó sâu lắm anh. Vậy hả? Nếu nó sâu thì mình cho nó câu sâu. Đúng rồi. À, ok, vậy là sâu à. Wow. À, nó nói chuyện với bà ngoại ha. Chuyện với bé thỏ hả? Giờ này tối. Cái này nó bự nè các bạn. Dẻ men luôn, cái xô đâu. À, để anh gỡ. Hả? Đây, xô đây. Cái xô đây em bỏ vô luôn. Đâu phải chị thôi. Dính cho nó. Ê, gọi. Rồi con nó bự quá. Bự lắm, nó bự. Bự quá. Có rộng nước không? Hả? Thôi đây. Lần nào em cũng bự hết vậy. Ừ. Lần nào ra con đầu là phải bự chà bé vậy đó các bạn. Alexa. Smee. Mày sao mà kỳ vậy? À, sao hôm nay thấy ông bự dữ trời. Ừ. Hả? Ôi trời, ông hỉnh mũi thì gớm quá. Alexa. Alexa hay gì quá à.
Không có chị họ chụp hình nó mới làm cho cái mặt đẹp và làm xấu mà. Ừ. Bầu trời trong xanh nè, hơi có mây ha. Mai mà mai mốt nếu mà trời mà đẹp á, tụi mình sẽ chạy xuống ở dưới cái chỗ du lịch biển quay cho cả nhà xem. Ha, còn mấy tụi mình ra đảo chơi. Nếu trời đẹp á nghe các bạn, ở đây thời tiết thì nó cũng khó đón nước lắm cả nhà ơi. Ghiền đi lạnh này. Nhiều khi nó nắng nhưng mà nó gió quá làm cho mình đi cũng không được á. Thời tiết ở đây nó không có ổn định, có tuần ấm, có tuần lạnh. Cho nên nào tuần nào mà nó ấm khoảng 25 độ là mình đi liền đó. Tự nhiên mục đích mình ra biển mình phải tắm với lại mình đi lạnh đồ nó mới vui. Câu cá thì vui rồi đó, nhưng mà phải có lạnh đồ nữa. Dính hả? Dính mà không hay luôn á. Dính lận con một hả? Con này các bạn. Được có con bự kia nướng cuốn bánh tráng là hết bảy luôn anh. Bên đây được một nồi canh với lại nồi cá kho cho lát nữa ăn là được rồi. 1 2 3 vô. Đói rồi, đói bụng rồi. Giờ đi về nấu canh được rồi. Nhiều quá đủ ăn này. Nhẹ nhẹ thôi, cẩn thận. Alex nè, tụi Huyền vô bờ rồi các bạn ơi. Huyền cho các bạn coi nha. Cô mẹ làm tên cái điện thoại nha. Đây nè, đủ một bữa ăn ha. Có một cái con nó to, ơi là to luôn cả nhà. Đó. Đây Huyền cho các bạn xem nè. Tụi lần đầu tiên ra là câu được cái con này nha cả nhà. Xong rồi còn lại là 3 con nhỏ. Đó các bạn, cá tươi rối rối luôn nè. Đó bây giờ Huyền sẽ làm sạch nó ha, cho các bạn coi nè. Hôm nay thì Huyền câu được có 4 con thôi. Đó, rồi tụi Huyền dạo mát với phơi nắng thôi các bạn. Câu đủ ăn à. Ngon ghê chưa. Con này chắc cũng cỡ hơn nửa ký các bạn. Nè. Đó. Cá Huyền thấy nó vô chưa có được nhiều lắm các bạn ơi. Ngầu không? Con bự quá trời bự luôn. Nó đi xong rồi là phải chùi rửa các bạn, để máy nó đóng nước muối nó làm hư tàu của mình đó. Mình kỹ chút mà cái tàu mình nó bền các bạn, không có bị xuống cấp. Dạ, xịt lại nước ngọt đó. Đó, tôi Huyền chạy đi chút xíu là anh Hùng có đồ ăn rồi, thấy chưa? Mình làm sạch rồi nè. 4 con này ăn tới ngày mai luôn á chú. Con đi nó bự. Bên la ăn con rồi. Huyền về tới nhà rồi các bạn ơi. Bây giờ Huyền làm cá nè, các bạn coi nè. Cái con cá bự á các bạn. Cái khứa của nó rồi nè. Ngon dễ sợ chưa. Đó thì Huyền sẽ kho một ít. Huyền sẽ nấu cần cà một ít ha. Huyền lấy đầu với lại đuôi. Huyền nấu cần canh cần với cà cho anh Hùng á. Còn cái này thì Huyền kho. Bởi vì anh Hùng anh thích nấu canh lắm các bạn. Cá nục nè, tươi nè. Đó, mới bắt nồi cơm nè. Các bạn nhìn cá nó tươi nè, ngon dễ sợ không. Đây Huyền kho cá này cả nhà. Cái này Huyền tháo nước màu á ha. Đó, cái này là cá nè, Hùng kho mấy cái khứa đó, đó. Đầu với đuôi Hùng nấu canh. Giờ Hùng ướp sơ nó một chút. Bạn coi nè, ngon ác không? Quá trời ngon luôn. Tươi vô là tươi luôn các bạn. Đó, Hùng kho mấy cái mình này ha. Để nấu mấy cái này. Còn như đây mình nấu canh cho anh Hùng.
Alex Huyền nó cũng hảo cá kho giống như là Huyền vậy đó. Anh Hùng cũng thích cá kho nữa. Cá kho thích hơn là cá chiên. Ướp vào đây rồi Huyền sẽ cho nước mắm, hạt nêm với lại đường vô. Đó, ướp chút xíu Huyền sẽ kho nó. Cái này là nước màu, xong cái Huyền còn chút xíu củ hành đó các bạn. Huyền thắng nước màu với lại dầu ăn nha. Cái còn chút xíu củ hành trắng nè. Xong cái Huyền lấy Huyền sắc ra, Huyền bỏ vô xào cho nó thơm luôn. Huyền sẽ cho nước mắm nè, nấm chừng, hạt nêm. Dưới Huyền cho chút xíu đường ha. Cái cây, cái cục đường này của Huyền nó bị để ngoài lạnh cái nó đóng lại các bạn. Bỏ đậm vô coi. Ướp ở đây cho nó tan chút xíu Huyền kho. Nãy cái chảo còn hơi nóng, Huyền bỏ cá vô cái nó hơi tái tái. Trời, nó làm sao á. Bên Huyền 8 giờ mấy rồi mà các bạn coi nắng gớm không? Nắng quá trời nắng luôn. Alo. Alo, mama đây nè. Có chưa nè. Đâu? Ủa trời ơi. Hai cha con mới đi mua cà chua về nấu à. Nấu canh cá, đâu đánh đây. Rồi. Đánh vậy nè, đánh như giống như đánh cầu vậy đó. Đánh vậy nè. Đánh vậy nè. Đánh mà hả? Ờ, đánh nhẹ thôi. Ôi trời ơi. Đánh chì quá. Ừ. Đó, thấy chưa? Sao sao? Cái banh kia ngon hơn nè. Banh kia lấy nè. Rồi thôi đánh đi. Hay là đánh cái cầu kia ta? Hình vô hình nha. Lấy miếng rau cần ra để mà vô nấu canh cho anh Hùng. Đó, rau cần nè các bạn. Tốt ha, tốt dễ sợ luôn á. Đó, nhổ đây. Cái hôm mà Huyền trồng á, rồi cái là Huyền đi luôn á các bạn. Trời ơi, cái mùi nó thơm. Đây, thêm cây này nữa đi. Đó. Đây nè. Ngon thấy không cả nhà? Thơm, dễ sợ thơm luôn á. Được không? Đánh cái cầu này nó dễ hơn. Ừ, tập cho tay chân nó linh hoạt. Đánh này, mong cho mama coi coi. Thấy nó đánh. Wow. Ui. Đánh làm được 2-3 lần á. Vậy hả? Đúng rồi. Chồng. Đánh đàng hoàng chứ mà đặt màu mè nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ơi, chưa vào bức cái nhà. Sống ra sân ngoài rộng rồi, chói nắng hả? Chói nắng hả? Ngoài á. Trời ơi. Thôi để mama vô nấu cơm cho nó lành. Tập đi. Cho ảnh tập tay ảnh á. Wow. Đây nè cả nhà. Nắng quá trời nắng luôn. Ở bên đây muốn nắng là phải chiều chiều như vậy á các bạn. Hồi sáng bên Huyền đến 11, 12 giờ cũng vẫn chưa có nắng. Huyền kho cá cho anh Hùng rồi nè cả nhà. Trong tủ đá ha. Còn đây là canh cần ha. Để bây giờ múc ra cho hai cha con ăn. Cá này các bạn nhìn cái khứa nó bự giống như cá thu vậy cả nhà. Ngon ghê luôn á. Rồi, Alex mời cô chú ăn cơm đi. Mời cô chú ăn xúc xích. Cái này cơm chứ xúc xích đâu. Sáng Alex ăn xúc xích à, giờ ăn cơm nè. Đây mời cả nhà ăn cơm với nhà Huyền ha. Cá kho với lại canh rau cần các bạn. Hôm nay bữa cơm của Huyền là chỉ có mua cà chua thôi. Còn mấy cái này là tự tìm kiếm nha các bạn. Mẹ. Cá nè. Cái này là phải canh chua không? Cái đó canh rau cần. Trời ơi, nhìn cái khứa cá, không thấy nó ngon gì đâu. Nhìn tưởng tượng giống khứa cá thu anh hả?
Ngon là ngon luôn, bây giờ để mẹ làm cho Lex ăn nè. Bắt con, mất ăn con mất nè. Rồi Lex ăn đi. Ngon không con? Cái nục tươi ăn đã ha. Vô sức qua cầu. Đang mắc nè. Con ngồi ăn thích ăn mắc. Ừ. Ngày sáng mắc ha. Ông phải ăn mắc không? Ăn đi con. Cái nục tươi ngon quá trời luôn. Ừ. Còn phải nói anh khoái ăn con mắt nè đó, hôm nay được một bữa cơm ngon ha, lâu lâu ăn cá nục ngon với bộ ngon. Cá tươi nhưng mà hôm nay tôi Huyền câu không có được nhiều câu. Chỉ có 4 con với sáng anh câu thêm con nữa là 5 con rồi trưa trưa đó. Ăn cá thì để ba ba vẽ thêm cho con ăn nữa nha.